Xin kính chào toàn thể các bác nha. Lâu lắm rồi em mới quay lại review chân loa. Thì hôm nay là một bộ chân loa nguyên đại nguyên kiện của công ty trách nhiệm hữu hạn Đăng Huấn. Đây là chân loa nhá. Thì bây giờ anh em chúng em sẽ unbox sản phẩm này ra. Đây là có mô tả thông số tất tần tật đầy đủ rồi. Bây giờ chúng em sẽ bóc cái này ra để các bác cùng xem nhá. Nguyên đại nguyên kiện. Hàng trước này em có bán là 400 một đôi bao ship, bây giờ giá nó lên hơi cao tí. Em mong các bác là ủng hộ mức giá một tí thôi, là 420.000 một đôi. Đấy. Cái này cũng có là những cái phụ kiện như là cái đế nhựa này. Đế để bắn lên trên loa nằm này. Đấy. Và đây một bộ kíp chân loa của nó đây. Đấy, ok, em sẽ nhấc hẳn ra. Rất là nặng. Đấy. Đây là chân loa nguyên đai nguyên kiện nguyên siêu. Đấy, thôi rồi, bóc một bộ thôi. Đấy. Các bác nhá. Đây là chân loa, nó khá là khó mở. Đây rồi, mở nó rất dễ, một tay cũng có thể mở được. Thì đây là nguyên đai nguyên kiện này các bác nhá. Cái miếng nhựa này thì là nó sẽ gắn vào đây này. Miếng nhựa sẽ gắn vào đây. Đó. Các bác đặt đây. Đặt xuống. Sau đó nó vặn chốt này vào. Luồn cái chốt này qua cái lỗ này. Đấy, các bác vẫn muốn đặt thấp như này thì như này. Còn muốn cho nó cao hơn nữa thì chúng ta sẽ rút chân lên, đặt vào cái lỗ ở đấy, đút vào cái lỗ nào đó, sau đó nó khóa lại. Cái này cao hết cỡ được tầm khoảng tầm 1m4 nhé. Cao hết cỡ được khoảng tầm 1m4. Đấy là gọi là 1m4 nhưng mà nó tiêu chuẩn, tức là không bị đổ. Đây, các bác xem nhé. Công ty Đăng Huấn này. Đấy. Trước là 400 nhưng bây giờ là 420.000 một đôi. Nếu như các bác nào quan tâm đấy thì liên hệ trực tiếp. Review được nhanh, không có cái gì đâu mà phải review cầu kỳ lắm cả. Đây là cái đế để các bác bắn vào loa nằm hoặc loa đứng loa treo. Sau đó là các bác sẽ đặt vào đây. Vặn cái ốc này vào để khóa vào cái đai. Lâu lắm rồi mới review chân loa, trước là không có hàng mà bán, sau mãi gần đây bắt đầu mới có tí hàng để mà bán. Đấy. Nó sẽ như này. Chân loa công ty Đăng Huấn xin trân trọng giới thiệu. Đây là túi ni lông để bọc cái chân. Cái này thì không thân thiện với môi trường. Đấy. Còn cái này thì rất là thân thiện, nhưng cái mặt ngoài thì không thân thiện lắm. Đấy. Ok. Đấy, các bạn nào quan tâm đến bộ chân loa này thì hệ trực tiếp với em nhé. 420.000 một bộ. Trước là có 400 thôi, bây giờ nó mới lên giá thì là 420.000 một bộ. Xin kính chào toàn thể các bác, hẹn các bác trong clip lần sau.